Xin chào tất cả mọi người đang đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái lô mai quấn rễ cực kỳ đẹp luôn. Quấn này quấn rễ thường nha. Thì này là bán để giải phóng mặt bằng nên là giá nó rất là rẻ mọi người, chỉ có tầm 10.000 cây thôi. Đó, mọi người mua tầm 50 cây trở lên thì mình sẽ bao phí vận chuyển cho mọi người nha. Đây, cho mọi người coi nè. Đây là quấn rễ thường. Đó, để qua đây moi cho mọi người coi cái rễ và cái rễ nha. Đây. Đây mọi người coi nè. Rễ này khi mà lớn nó bự bự một tí thì mọi người có thể chơi ra hình thù con này con nọ vẫn được nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp luôn. Rồi qua đây cho mọi người ơi. Gốc thì rất là to, mình sẽ giao mọi người cái gốc tầm bự hơn chiếc đũa một tí nha. Nào, ví dụ như cái cây này là nó rất là gốc rất là bự nè, thấy không? Bự hơn chiếc đũa nè. Rễ nè, ôi ôi, đã chưa? Đó. Cây này cây mai thì mọi người biết là giá trị cực kỳ tả luôn. Ví dụ mọi người trồng 2-3 năm thì bán vài triệu là chuyện bình thường nếu như mà nó ra hình thù đẹp. Đó. Còn đây quấn rễ thường thì nó ra đẹp rồi, chuyện bình thường, nó ra con này con nọ này. Cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy. Đó. Mọi người mua tầm 50 cây trở lên thì mình sẽ bao phí vận chuyển cho mọi người. Thấy không? Cây cao ghê không? Cây này tầm 5-6 tấc nha. Giao thì cây tầm 5-6 tấc hoặc 7 tấc được. Còn cây như nó cao quá thì mọi người đó thì sẽ trao đổi với mọi người sau. Đấy. Đây là mai nè mọi người thấy không? Nè, mai lớn nè. Đó, mai này Tết rồi bông ra đã lắm. Nói chung mọi người ở xa thì mọi người có thể là tham khảo. Đây. Nè, ví dụ như chỗ này nè mọi người thấy không? Nè, rễ này quấn nè. Nè, nhìn nè thấy không? Đã chưa? Đấy. Thì cái này là nó sắn giống như con gắn nó quấn qua quấn qua quấn lại giống như nó quấn con chuột ở trong phải không? Đó. Rồi tiếp. Nhiều quá mọi người, nói chung số lượng bao nhiêu cũng có nha. Bên đó cũng nhóc kìa, còn bên đây nữa nè, còn bên kia nữa kìa. Đó. Giá rẻ thôi, chỉ có 10.000 thôi mọi người. Tha hồ mà mua bao nhiêu cũng có luôn. Đấy. Mọi người mua bưởi có bưởi luôn nha. Hai trái bưởi chà bá luôn. Rồi, đây nè. Mấy cây này cũng bự ghê ha. Một chiếc đũa không à, ngon lành luôn á. Thì cây ở đây á là cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Thứ nhất là mình thấy nó cực kỳ đẹp luôn. Và cái nữa là rễ quấn ok và cây lớn, ngon lành cành đào luôn nha. Không, cây nó đâu có gì đâu, nó rất là đẹp, mình mượt, cái xịn nó ghê không, nhìn đã ghê không. Đó. Rồi, ok mọi người. Thì mọi người mua 50 cây trở lên thì mình sẽ bao phí vận chuyển cho mọi người. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Nhớ đăng ký theo dõi kênh mình để xem những video mới nhất về cây giống. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye mọi người.